Đây rồi. Đến nào lại? 100k hay là chơi đây? Bây giờ là cấm thẳng vào vị trí của một trong hai đứa thôi, một là con Lele, hai là thằng Tam Bảo. Nhắc hả? Một trong hai vị trí rồi. Đánh rank thôi, bây giờ đang đánh cái này chia vị trí trước rồi nên không đi rừng đâu anh em ơi. Cấm gì vậy ta? Chia vị trí trước rồi. Bây giờ nhá, ok, cứ cấm Florence với lại cả Richter nhá. Nó đánh thế thì nó đánh con em lấy Florence chết đi anh ơi, để Florence. Em lấy Florence đúng không? Anh cấm mẹ bay ra. Tim mình pick trước mà, sao gì? Anh cấm mẹ bay nè, tim mình pick trước nhưng mà chỉ pick được một con thôi. Con bây thôi. Giờ là cấm con Richter nè. Cấm tụi nó phải vào cái tình trạng là cấm luôn con Florentino để hở ra mấy con khác mình biết. Đúng rồi. Rồi bây giờ cấm Richter trước này, không phải nghĩ nhiều, mẹ nghĩ nhiều mệt lắm. Tôi phạm điên. Rồi, bây giờ là có hở ra con Superman và cái con tướng mới trợ thủ là con Sephira. Không, bây giờ cấm Sephira. Không cấm Sephira, anh đánh Sephira đừng giữa khỏe cực luôn. Cấm Maria, nếu vậy thì cấm con Maria, ép buộc nó phải cấm con sấp hoặc là bên mình biết sấp trước. Cấm Payna, cấm Payna. Nó đánh Sephira không khỏe đâu, yên tâm, nó đánh Sephira không khỏe đâu. Cấm Payna. Vậy thì cấm con Maria game đó, con Maria cực kỳ khó chịu. Con Maria đúng không? Thế thì cấm nốt con Maria đúng không? Rồi, ok. Cấm nốt Maria, ok, cấm mẹ nốt Maria, đánh kiểu thở hết ra đấy. Đang thả nó, xem thả không. Nó sẽ phải cấm Sephira. Lấy súp nha. Lấy súp cho thằng Ma Tông. Rồi luôn. Em đánh nhá. Ừ cho đi mít cũng được em anh ạ. Quan trọng là em đánh con đấy có khỏe không? Bởi vì giúp em đánh mà không. Ok. Quillen. Em cổ. Đéo sợ. Xe cổ vũ anh em ơi. Cổ vũ tôi không trận này tôi lại thua, tôi lại mất thêm tiền chết mẹ. Tí nữa là sẽ cấm thẳng vào rừng của Tranh ấy. Tranh chắc là đủ tướng chứ, Tranh sợ đéo ấy. Dư thôi, đủ tướng đéo không quan trọng đâu kìa. Hay có lấy nắc rốt sớm không? Không cần, tin nó có Quillen ở đâu biết đâu nữa. Nắc không, nhưng mà nó sẽ lúc sau nó sẽ cấm rừng thôi chứ chắc chắn là nó lấy Quillen sớm thì nó không có nắc rốt mà nó sẽ cấm rừng thôi. Kệ nó, bỏ luôn con nát tí chơi mấy con, mày cục xúc vô chém chết Willen luôn. Rồi luôn, ban hên. Nó nó từ từ đã để anh xem vào. Anh heo xinh. Đánh super đi đường giữa à? Em còn Elsu anh ơi. Không được, Elsu game này thằng Willen nhảy. Elsu được, Elsu đánh với ban hên khỏe mà. Elsu đánh với ban hên khỏe mà. Elsu không thể chết Willen đâu, Willen bị soi tầm không, nhìn mà. Anh bảo là đánh chết ban hên, đúng rồi, lại còn bị soi tầm nhìn nữa, không sợ lắm đâu, từ đã. Còn Elsu đi em đánh. Vĩnh Ân thì thế nào? Nó vẫn đánh bài Payna đấy. Vậy thì biết Elsu với Malok. Đánh Elsu và Malok á. Tại vì phải thả con không được thả con Malok ra. Ok, thế thì pick Elsu Malok đi. Malok đi đâu? Nhưng mà nếu mà như thế Malok đi đường rồng đánh với con Van Hên khổ lắm. Nếu không thì Elsu đi đường rồng, Malok đi kinh công không sao cả. Đánh đi. Được. Không cần Payna, không cần Payna em ơi, kệ nó, chỉ nhá thôi. Lấy Elsu với cái này. Lấy Anete là Elsu. Không cần Anete đâu. Bỏ cả hai ra. Vĩnh Ân ngoài đánh Anete đánh được cái gì, nó đánh vơi được mà đúng không? Nói gì? Vĩnh Ân đâu rồi? Đang mới cười sao á? Nghe không nói gì cả. Thế bây giờ em biết Malok nhá. Đâu? Su. Ôi, đánh này thiếu đồng đội giao tiếp này. Không nhìn mình lộn nhá. Tôi đang tập trung trên sự thử này, mình coi thử cho em biết sao nữa. Elsu. Không phải tranh. Em Malok có Elsu không? Bạn có ba. Em không có đâu, em có. Lát em nói không, không em ơi. Vậy không có. Lấy Anete đi. Tao liền Anete. Ok, khóa đi. Khóa được rồi. Khóa Anete đi em. Khóa đi. Nghe phải không? Rồi, nghe được rồi, khóa đi em ơi. Em có Elsu. Yên tâm, không sao cả. Không pick thua anh em ạ, trận trước là pick thua chứ không yên phải tâm. Là ngắt quá. Elsu team nó không pick được nữa thì team nó có Van Hên rồi, chỉ khi nó đánh Elsu đi rừng, nhưng mà nó có cả Quillen rồi nên nó không lấy Elsu nữa, nó không phải sợ. Bây giờ mình sẽ cấm. Bây giờ sau lượt này là mình cấm thẳng vào con support của nó, vì con support của nó đánh được rất ít tướng. Mình sẽ cấm thẳng vào con Payna luôn. Payna Alice luôn. Cho bắt phải Giơ mặt ra. Không cấm thẳng vào đường giữa nữa. Không, mấy con tanh đánh con tanh luôn. Cấm Payna Alice. Cho đánh mấy con tanh. Bỏ mít. Giọng gái nó lấy giọng Vĩnh Ân nhá. Giải này là giải thì mẹ còn căng thẳng hơn đấu giải chỉ ban pick trong 1 phút thôi, chúng tôi thì mẹ toàn ban pick trong 3 phút đây này. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Tama TV là bet Quillen à? Không, đúng rồi, Tama TV là bet Quillen 95% tỷ lệ thắng, nhưng đéo quan trọng lắm. Bọn tôi cũng đéo quan trọng lắm, tại vì tôi có Elsu. Bọn tôi cũng đéo quan trọng lắm. Cái điều quan trọng bây giờ là con nó rất là yếu. Đúng, cái quan trọng là nó là yếu, đéo sợ.
qua mấy cái cột thang, sao mà cái cột thang. Tranh ơi. Tranh à, thôi rồi, để xong cái lượt cấm rồi tao mới nói tướng không kịp, mẹ nói xong rồi. Nói là cái ban lùm mà nó cấm lùm. Ờ nó lại ban mẹ mất thì mẹ nó đánh khó chịu lắm các anh em ạ, khó chịu. Trận này anh thấy tranh này con này hợp lý vãi lành luôn. Mẹ. Nó hùng lạnh lùng. Hello. Hello. Sẽ ít đọc bình luận một chút anh em cứ nói cứ nói. Mẹ cái thằng Samuel để pick lâu vậy. Lại đi giờ chơi à? Mẹ. Lại 3 phút. Nhưng mà rất là lâu. 1000 người xem. Ông này giống ông bình luận viên vậy ma nhà ông. Vai cả giống ông bình luận viên vậy. Ok. Rồi ok. Để nó cắm xong rồi mới nói chuyện tích của mình. Không thì mẹ lại đá sờ chim các anh em ạ. Đá sờ chim là có thật. Đọc Quang Vinh. Chào anh em mới livestream, anh em mới livestream. Sờ chim chậm 15 giây. Đúng là stream chậm 15 giây nhưng mà ban pick kéo dài 3 phút, ông hiểu không? Nên là vẫn đá được, ông hiểu không? À mà tôi sẽ Leo chẳng này bắn không được. Tìm nó có. Đấy thấy không? Các anh em thấy không? Chỉ cần nói con gì nhiều là chúng nó sẽ cấm con đó mà. Đừng có nói nữa. Chúng nó biết là con nào tôi chơi vậy anh em ơi. Chờ đợi. Thế thì chiếm là tốc bật cái đi mẹ tụi mày. Bây giờ tao cấm con. Mẹ chúng mày cái lũ. Đá sờ chim này, mẹ chúng mày. Cấm tiếp đi, mẹ mày. Nó đích cái gì? À, nó cấm con gì của mình đấy. Nó giờ này chắc là nó sẽ cấm một con vào rừng. Nó sẽ cấm thêm một con vào rừng. Nó sẽ cấm nắc rớt hoặc là click nắc. Anh đoán là như vậy. Chẳng biết là cấm gì nữa không anh chào. Ờ anh nghĩ là tranh kéo cần vào đây. Ơi tưởng gì được. Cấm mẹ vào đấy. Cấm đi. Cấm mẹ vào đây. Chúng mày không biết. Rồi. Bây giờ là lượt cấm cuối cùng rồi. Là cấm nó con Alice nhá. Kéo bạn cho nó rơi mặt ra. Cho nó rơi hết mặt ra. Bây giờ này nhá, bây giờ đợi nó pick ạ, đợi nó pick ạ. Mẹ cứ phải đợi nó pick xong rồi mới nói chuyện được. Mà mình đúng với thằng này điếm ghê. Điếm ghê, các người các bạn đéo nói nữa, giờ đéo nói nữa. Bảo tụi nó coi livestream xong rồi comment các thứ kìa. Chán quá. Mẹ giờ lại còn comment lên stream hội đồng đội. Mẹ tao thua chúng mày. Tao lạy chúng mày. Tao quỳ chúng mày. Anh em ở stream tôi không cần phải đá đâu. Kệ nó thôi. Em ơi đánh đường giữa thì em cố gắng giao tiếp tốt vào em nhá. Nói nhiều vào thì anh em mới biết được là em sẽ di chuyển về đâu. Trong giải nó nói nhiều hơn. Đánh cái kèo mà Anete đi với lại cả Superman xong rồi đi kiểu khắp map này cứ cùng pha với nhau cũng được, có Superman có cần cấp 2 mấy đâu. Ok. Hai con đấy đi cùng với nhau khỏe mãi liền. Chào hello Nguyễn Đức Thiện. Ờ tranh đánh Zeal đi, đánh Zeal cho nó có tí sát thương phép. Tranh đánh Zeal rừng đi. Zeal rừng với Tông đánh gì hả Tông? Tông đánh Velas. Mày đánh bao trận Velas rồi, quan trọng là mày đánh bao trận Velas rồi chứ Velas thì khỏe. Mẹ tao chỉ sợ thằng Tông thôi. Không chết được anh ạ, không chết được. Không chết được á? Velas mày lên full tăng luôn, mày đừng có lên đam luôn. Được, Velas full tăng. Đánh giống cái thằng ở trên Đài Loan đấy. Xong mày phải ăn tay bị vét thôi. Thằng Đài Loan nó lên giày tóc đánh cho nó đánh full tăng luôn. Mẹ. Nhanh ạ, hợp lý. Bạn này bánh này ai đang Superman đi đâu nhá hú. Ờ bạn ạ. Okay. Vĩnh Anh để mic Vĩnh Anh ơi, em giúp thằng Superman ở top mid đầu tiên luôn ấy. Giúp luôn á? Em giúp luôn, hai đứa cùng ăn luôn xong rồi đi canh luôn. Em giúp Superman với nhau đấy. Hai đứa cứ đi chung với nhau luôn. Omen hả? Đúng rồi. Omen đánh với Chanel thì hợp, nhưng mà em đánh Velas được thì em đánh Velas còn khỏe hơn cả Omen. Tùy em. Velas đi. Em đánh nhiều hơn, bên tay nhiều hơn, bên tay hơn. Thế thì em đánh Omen đi. Tùy em. Không sao đâu, con nào cũng khỏe mà. Hai con nào cũng khỏe. Có Omen với con Velas con nào cũng khỏe. Em con Omen thì đi với Chanel thì khỏe vô đối luôn, sợ kéo đi. Đánh Omen đi. Còn con Velas thì tới được con bot này sẽ lợi hơn, em phải chết được thằng Willen. Em đánh kiểu này là em được, tùy em cho em lựa chọn. Con nào muốn con đấy thôi. Con đánh Omen đi, tự tin con nào đánh con đấy. Đánh Omen đi. Rồi luôn khóa rồi. Đổi đi. Swap Malok với anh là xong rồi này. Ôi trời ơi, thanh niên đều có tướng đánh nhờ, khổ. Trận này biết nó phải làm gì không? Trận này nó phải đẩy con Le Le đánh con Van Hên. Nó phải đẩy con Le Le đánh con Van Hên để cho một thằng khác đi support. Còn con kia mà đánh Mina support anh đi đầu xuống đất luôn. Mẹ. Sao anh em ạ? Anh em mình cứ lên coi, voi thì con Le Le đánh. Nhưng mà con Le Le đánh thụ động mà. Đi nghỉ ở xong vẫn chưa pick xong. Mẹ, có một ông bảo là phải đi nghỉ ở vào vẫn chưa thấy pick xong thì đéo tin được. Nó chỉ có Châu Na là con Le Le đánh được thôi. Arum bên kia các support thích tướng. Khổ lắm rồi đến từ team bạn. Bần lắm rồi, bần cùng lắm rồi. Bần cùng xịn đạo tặc lắm rồi. Hơi khá hiểu biết đấy em ấy. Bạn là quân sư tôi bằng trong những buổi khác. Bạn pick lâu vậy thì anh em có team trận này team tôi thắng giòn đã không? Một cảm ơn anh em có tin không? Thắng được, ở đây biên tâm lại phải thắng ớn. Không rồi, một không rồi. Team tôi không chỉ thắng, team tôi còn thắng nguyên kèo chạm 3 cho người anh em yên tâm. Cả đây đâu anh ơi, không cần AD đâu. Bọn em chơi không cần AD. Đánh cho bò kia lắm, nhất là Mina, anh chăn cẩn thận một chút. Như lớn nào nhỉ? Nói biết đâu nào. Anh em ai chưa like cho tôi xin một like nào. Cho tôi xin một like, một share nào. Share stream cho tôi nào. Lâu thề là lâu vô cùng. Mình đánh lâu vậy. Đây là món mầm đá các anh em ạ, đây là món mầm đá.
Trời, càng lâu thì nó càng ngon. Mấy thằng kia nó lên tôi chửi luôn quá. Team kia. Phòng nó cũng 5 người mà ăn làm gì. Cảm ơn Patina Phụng đã share cho mình nha. Share thì share đúng nội dung luôn là kèo 10 streamer nhá. Share giúp mình luôn, share lên mấy cái group lớn lớn á, cái group 600.000 thành viên, group 300.000 thành viên á. Nó chơi khóa được hay sao á? Khóa được số người limit ở phòng hay sao á? Hình như không. Em nghĩ là chắc có lẽ nếu mà khóa lâu như vậy có lẽ đang nghe chiến thuật của mình á anh. Tùng Họa Mi mồm nhanh hơn não. Mẹ tôi mồm nhanh não cũng nhanh đấy. Rồi. Nào. Chào anh. Anh bảo đây. Đường giữa với lại cả trợ thủ cứ liên kết với nhau đi, cùng nhau là kiểu gì cũng thắng luôn. Đường giữa với trợ thủ. Đường giữa với trợ thủ mà liên kết với nhau đánh trận này kiểu gì cũng thắng thề. Được anh ơi. Cứ đi cùng với nhau là đẹp rồi. Đẩy được à? Bên kia cũng tự bên này đá phim mẹ tụi mày. Ghét ghê, ghét với bạn bên ghê. Con Malok trận lúc nãy nó không phải là vì nó đánh quá hay mà bởi vì nó khỏe tự nhiên đấy các người anh em. Nó chả phải làm gì cả, nó chỉ đơn giản nó lên cái quân chương choi xong rồi lên cái giáp AA nó khỏe con mẹ vô đối rồi. Nó quẹt hết. Nó quẹt hết. Thật là những em xài không quen nãy giờ. Hai bên đều nghĩ đá chứ không có. Tùy em thôi, nếu mà em không lên nhẫn thì thôi nhưng mà thôi nói chung là tùy em. Vì cái nhẫn nó rất là lợi thôi, còn nếu mà em không quen đánh thì sao mà em tập xong. Ok, gửi nhớ nha. Cái nhẫn nó chỉ nó không chỉ ấy mà nó còn có thêm 15% hồi chiều. Mà thôi em không quen thì tập xong. Ok, đồng ý. Còn mấy bạn hứa hôm nay tôi like là tặng sao thấy cái này bị mất luôn. Donate 100k. Ôi ơi hợp lý. Đây, trận này tôi win cho mấy ông coi. Trận này đơn giản. Thế có người giản. Anh em ở bên livestream của Tranh bơm cho Tranh ít động lực anh em ơi. Chúng tôi không chỉ chúng tôi game này không chỉ thắng mà chúng tôi sẽ thắng kèo bo ba luôn nhá. Tôi nói luôn. Nè, kèo vớ vẩn này. Cái này. Cùng lắm thì thua game nữa thôi phải đâu, bình thường. Sao thua được mấy ông? Vô. Vô. Win 500k ok rồi, ok ghi nhớ nha. Tí nữa mà tôi win xong mà không có ông nào donate đi. Tôi bảo như nhá. Mấy bạn livestream thì like và share giúp tôi anh em ơi. Chết na này. Chết thử bạn. Chết luôn này. Em lag rồi. Ôi vãi cả đạn, kìa đánh được đấy. Bị lag qua đấy. Ôi té ơi. Thôi bình tĩnh em ơi, bình tĩnh. Hát pha đấy vậy. Té. Không sao, thoải mái. Tốc độ nhỉ? Đây, tập vào đây này. Thôi bỏ đi. Sao em bị lag vậy? Quả đấy Vịnh Ân mà tung được chiêu thì chắc chắn chúng nó chết luôn. Đúng rồi. Chẳng qua là không tung được nên là em lại út tốc biến lên chẳng thua. Nó chuẩn bị qua một trăm. Qua đây em bị lag, em bị lag chiêu ấy. Không sao đâu, đánh đi, cứ đánh bình thường đi. Nhớ Superman với lại cả ấy cố gắng đi cùng với nhau. Nó đang bên một trăm này. Đừng vào sâu quá không thấy Van Hên. Em bị lag rồi. Mẹ lag đến cuối trận luôn ý hả? Em nghĩ vậy. Thế sao đấy anh? Ôi. Nó có bị di chuyển đi đâu này? Thế này thì sao đấy anh? Thôi, tranh đổi mạng rồi, tranh đổi mạng rồi. Đây đứng nó mè sẵn luôn này. Quan trọng là bị ăn bị thế sao đánh giờ? Kìa, quy lên đấy. Thấy rồi. Mẹ đánh khó chịu vậy. Bị cả hãm vậy. Đánh qua hen gà lắm anh yên tâm. Choáng đẹp. Ok thiên xa. Nó nhảy rồi qua đây. Rồi. Trời ơi sao team mình không đánh có CC bồi rồi. Đánh này. Không đánh được qua đấy rồi. Nó chạy được rồi. Chi máu. Rồi ok. Rồng đây kể nó. Rồng lên anh có chiêu cuối rồi. Bình tĩnh nhá. Kể nó vào tới. Rồi luôn, đẹp rồi. Vịnh ăn đỡ chưa? Này, chưa đánh được rồi. Em luôn rồi. Chết thằng này rồi, chết con này rồi. Vịnh Ân ơi, em cứ để ý đi với lại... Đánh lâu! Con tin nhá. Chuẩn đấy. Đẹp đấy. Này, chuẩn được Lê này. Quylen chưa thấy Quylen nhá. Quylen ở đằng sau kìa, Quylen ở đằng sau kìa. Té. Xong đánh luôn. Quylen kìa, nhìn thấy nó rồi nhá. Chết lại. Trời ơi. Ui, bỏ đi luôn kìa. Biết là nó ở đấy mà. Kệ đi, bỏ em đi, không sao. Lại đổi mạng à? Không sao. Không đổi. Giờ ép lên của anh này mà bắt thằng Văn Hên này, đừng ép lên trên nữa.
Để Omen solo đi. Nó vào rừng mình này. Vào đây, anh vào đây, anh vào đây. Đừng vào, từ từ thôi. Nó bắt hai rồi. Kìa. Trên kia còn lớn chết rồi, chết rồi. Nè, lại còn thế nữa, thế đường trên này đép. Đấy, đỉn. Em bị lag rồi. Đánh bắt heo luôn. Lag nữa rồi, sao chơi. Lấy bó luôn. Lấy cân đường đi. Ulti phát nào. Quy lên. Máy nó không. Trời ơi. Đánh tiếp rồi Tranh ơi. Em hết skill. Hay rồi. Đánh em. Em để nó hồi ulti thì thua rồi. Em phải đánh sớm hơn tí nữa. Em vô em chém tay à? Đang đâu chém tay? Anh nghĩ là chiêu hai lần hồi được thì vẫn đánh được mà. Anh đỡ đỡ ra rồi, anh đỡ được đam lâu lắm ấy. Em hết rồi, phải đó, em hết hạng skill rồi. Ừ, thế thôi bỏ. Hơi phí. Là anh không chết, em cũng không chết đâu. Quả đấy em lùi ra bằng kill, quả đấy em không lùi ra bằng kill thì không ai chết cả. Không sao, mình vẫn hai bùa. Bỏ đi anh ơi. Nó mất ulti rồi. Nó sẽ đánh luôn. Không biết rồi bỏ. Lại đến top mày. Đánh luôn. Đánh được, cứ lao vô đánh thôi. Tốt rồi. Trời ơi, sắp bóp rồi. Không sao. Bóp kiểu này thì chúng nó chết hết thôi mà. Kìa, thằng Quyền sau kìa. Không sao đâu. Giết Quyền lên trước. Chết nó rồi, tranh chết rồi. Gì vậy, mày mang hết vậy? Ăn tiếp đường giữa luôn này, thằng Văn hết máu này. Ừ, ngay mang hết của anh về em. Sao vậy? Rồi luôn, ok rồi. Ui này tương đối dễ rồi, game này tương đối dễ rồi. Sau quả quét sạch này thì tương đối dễ rồi. Em toàn đã thường em mang vậy, đam em đâu to vậy. Lên bảo ba đây rồi. Ui cứu em. Giờ cứu em mày... thì chết cả team em ạ. Nhưng mà em vừa hỏi là mà không thành công chị ạ. Cái ông này cứ. Ê rồng này. Rồng nhanh nhá. Đang rất nhanh em ơi. Em ra đây, Em ơi, có Quy Lan nhá. Rồng ép con này, Bỏ đây, đợi ma tông xuống để đánh này. Đợi. Đánh này. Mẹ trên này rồi. Ok không? Ổn không? Ổn. Quên chết hết rồi. Chết vậy. Mẹ này, dưới này giết 4 rồi, dưới này có bát có 3 người chứ mày. Con bắt ba người quốc 4 người rồi. Bỏ đi anh ơi, anh gì ơi. Cứ đánh em, em cứ đánh chuyện của em đi. Ây giời hay. Không, tại vì con này nó chém xuyên chấp ảo mà. Con này nó bút giáp ảo lên để làm gì đâu. Vô ích vãi chưởng. Anh lên xong rồi lên top mặt này, tranh. Ok rồi. Đợi thằng kia lên phát. Xích cổ luôn này. Xích cổ đánh lắm rồi các người game ạ. Mẹ. Anh đang lên, anh ở ngay sau lưng em rồi em. Mọi người cố lên. Ta mau trước. Ê, đằng này. Nó về được rồi không? Một người về đường giữa đi, anh xuống dưới okay, này. Okay, em về nhá. Xích cổ phát là chết ngay. Đứng đây làm này. Cái trò béo gì không biết. Bắt đẩy đi kìa, xuống bắt đẩy đi kìa. Anh xuống rồi. Em đang vào này. Cho anh này. Hay quá em. Win rồi. Đẩy đi thôi. Mình chết rồi. Làm sao win được, có dùng chết đấy. Gõ luôn, sợ gì có mình nói chứ mấy đâu mà. Ba người lận đam hơn mà. Anh bắn nó gây đam rồi. Bắn nó rút rồi. Quánh luôn. Không té. Con nó yếu lắm rồi. Con Quy bạn nó yếu lắm rồi. May bước giáp kịp.
cái đồ dương nhá. Lấy nó cái trụ đường giữa, lấy nó cái trụ đường giữa kìa. Nó đang phải thủ đường trên, nó không làm gì đâu. Vịnh Anh ơi, anh cho em con bùa xanh này. Ăn cả mạng, ăn cả bùa xanh, support ăn hết. Support game này ăn hết mà. Ừ. Ăn được. Sao mà té rồi em bắn luôn, có té gì nữa. What? Em lên đây. Khỏe vãi đài ấy, nhìn thấy không? Ủa ôi. Mẹ hết 4 thằng luôn. Đường giữa luôn này, đường giữa thắng luôn này. Đánh này. Kéo ấy. Vãi nồi. Ui cứu. Ai đó cứu. Được mà, để có đánh một phát. Cân 4 luôn. Đường giữa luôn này, win luôn này. Ơi sao không chém luôn. Một chém nữa. Không có sao đường chuẩn quá. Rồi. Quả đấy không có sao đường chuẩn. Ê còn voi, còn voi. Hết rồi. Voi chưa ra. Xong bot này, xong bot kìa, để nốt kìa. Bình tĩnh đi đây. Hết đam rồi. Trận này anh là chắc chắn chết mà. Trận này anh bất tử chả khác gì trận đầu ấy. Mẹ, bây giờ đánh sao chết nổi. Té đi anh ơi. Bạn nào hứa donate thì chuẩn bị đây. Đúng rồi, mấy ông nào hứa mấy tháng chuẩn bị đằng sau đi đâu, mấy ông nào hứa donate đâu. Mẹ đừng có mà hứa thật nhiều mà tất hứa thì cũng thật nhiều là được. Mẹ. Thế anh em ơi, cho tiền nữa. Willen giờ phế rồi. Anh nhìn em sợ như kiểu nhìn. Ăn bột xanh nó này. Xanh nó này. Ăn công không anh ơi, công không? Đây, hàng này, anh tanh được lâu cực luôn này. Này, không có em đây nè, anh ăn không rồi. Ok, thế thì ăn đi, cứ ăn đi. Luôn này không? Ăn luôn rồng không? Xong rồi ăn ô win không? Ăn luôn cả rồng luôn. Á, thằng này. Quên bắt ăn nha. Rồi ok nè. Nốt rồng nè. Nốt rồng không? Đánh cho nó khỏe. Thôi không cần thiết đâu. Thế thì ôn luôn đi. Ôn đi ba thằng thì đéo đủ sức, 4 thằng thì đủ. Sao ăn được hay vậy ta? MVP có được thưởng cái gì không ấy? MVP cái gì? Thắng là được thưởng rồi, không cần MVP em ơi. Rồi, một cục này. Win luôn. Win rồi. Này thì, Bad Villain à? Này thì Bad Villain à? Căng thẳng quá. Nè. Lấy mà lúc giờ mất cái mẹ tử ơi. Gáy ở khóa phòng rồi sao gáy ta. Sao vậy ta. Chúng tôi còn thắng rốt cả kèo chạm ba, các người anh em cứ yên tâm đi, kèo chạm ba này dễ mà.